Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 442 anh em nhé. Tư Tâm Thạch ngẩn ngơ rồi nói: còn có một trưởng, vừa rồi một kiếm kia nếu như không đem ta đánh bay, có phải hay không là một trưởng này liền xuất ra? Vua lắc đầu đáp lời: không có nha, Hạo Đông trưởng cần phải tụ lực, trước mắt còn chưa sử dụng được, tu vi của đệ có một chút không đủ. Khóe miệng của Tư Tâm Thạch co ra một chút, tu vi còn chưa đủ mà đã đem ta đánh thảm như vậy. Không đúng, đệ lại không thu hoạch hồn hoàn, tối đa cũng chỉ có tu vi 60 cấp, làm sao có thể, chuyện này sao có thể được, vì sao đệ lại lợi hại như vậy? Vừa rồi một kiếm của đệ chém xuống khiến ta cảm thấy vuôn huyền vũ của mình phảng phất như là sắp bị một cỗ lực lượng quái dị xé nát. Bằng vào lực phòng ngự của ta, cho dù là cường giả hồn đấu la công kích thì ngăn cản cũng không khó khăn như vậy, đệ đến tuột cùng là làm thế nào làm được? Trong mắt của ông vừa lóe ra một tia hoang mang, chính đệ cũng không biết. Những ngày này, đệ giống như nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, đem năng lực ở trên người của mình xung hợp cùng một chỗ. Sau khi đệ tham ngộ hoàn toàn liền luyện được 3 chiêu này, đây là những hồn kỹ đệ tự sáng tạo. Trong lúc vận dụng, trong nội tâm của đệ chỉ nghĩ đến Đông Nhi, đệ cũng không biết nó lại mạnh như thế. Nếu không vừa rồi lập tức thủ lực, thật sự xin lỗi Tam sư huynh, thương thế của huynh như có nặng hay không? Tư Tâm Thạch nghi ngờ rồi nói: còn quái dị như thế, thiếu sư đệ ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma đi? Đệ có vẻ đã khá hơn rồi. Âm thanh của Bối Bối từ cửa ra vào truyền đến, nhìn thấy một chân chật vật của Tư Tâm Thạch, hắn cũng rất là kinh ngạc. Thời điểm ánh mắt chuyển rời tới thân mình của Vũ Hạo lại có vẻ là có mừng rỡ. Tiểu sư đệ, chúc mừng đệ, rốt cuộc là hoàn toàn khỏe hẳn. Vũ Hạo lúc này vội vàng đi tới đáp lời: đại sư huynh khiến huynh lo lắng rồi. Bối Bối choán một cái ôm thật chặt: khỏe lại là tốt rồi, lời khách khí cũng không cần nói. Xem ra lần bế quan này của đệ có thu hoạch quả thực là không nhỏ. Gần đây một ít người bởi vì thực lực tăng lên, cái đuôi đều muốn vảnh lên trời, bị giáo huấn một chút cũng tốt. Tư Tâm Thạch cả giận nói: Bối Bối cũng không phải là người đánh bại ta, người đắc ý cái gì, có bản lĩnh thì đơn đấu. Bối Bối lúc này liếc mắt nhìn hắn rồi đáp lời: cá không đếm xỉa tới ngươi, có chính sự đây. Thu Thu, Cốt Y, đi đem những người khác gọi tới, sự tình đã có đầu mối, chúng ta chỉ sợ phải chuẩn bị xuất phát. Tiểu sư đệ phục hồi như cũ quả thật là rất tốt, có ăn ở đây chúng ta lập tức có nắm chắc lớn hơn nhiều. Diệp Cốt Y còn không kịp phản ứng, Nam Thu Thu đã reo hò một tiếng, lập tức quay người xông vào nội đường đi gọi mọi người. Vũ Hạo nghi ngờ rồi nói: đại sư huynh, chuyện gì có manh mối rồi hả? Bối Bối sắc mặt ngừng trọng đáp lời: sự tình tiến về đế quốc Nhật Nguyệt cứu người, đi chúng ta đi vào rồi nói. Dứt lời hắn lôi kéo Vũ Hạo và Tư Tâm Thạch đi vào hậu đường. Mũi vừa vào trong liền thấy đường cái bàn bên trong đã bị đụng nát, thậm chí ngay cả vách tường phía sau đều có một cái lỗ lớn hình người. Hắn nhìn không được mà cười lên nỗi đau của người khác lên tiếng: Tam Thạch, danh xưng vĩnh hằng chi ngự của ngươi hẳn là nên sửa một chút đi, lập tức gọi là vĩnh hằng hủy đi tường nhà, ngươi cảm thấy thế nào? Hủy cái đầu nhà ngươi ý. Tư Tâm Thạch lúc này gương mặt hậm hực: ngươi chớ đắc ý, có bản lĩnh thì ngươi thử một chút. Một quyền một kiếm của tiểu sư đệ tà môn vô cùng, quyền thứ nhất của hắn gần như đánh tan vuôn của ta, mà một kiếm sau đó khiến cho ta lập tức không ngăn cản được. Chuyện này không còn không phải là sức chiến đấu của hắn mà là ra sao, thấy hắn năng lực của hắn cũng có cái gì đó biến dị đó. Bối Bối tức giận nói: ngươi đó gần đây vẻ mặt tình cảm quá xuân phong đắc ý. Một quyền một kiếm của tiểu sư đệ mặc dù siêu việt tu vi bản thân hắn rất nhiều, thế nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Chiến kỹ này là do hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm, đem chiến ý tình cảm cùng với tinh thần lực lượng của bản thân kết hợp hoàn mỹ thể hiện. Ngươi cho rằng dễ dàng sao? Hồn lực của hắn mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng tinh thần lực lượng lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với cả ta và ngươi. Đem tinh thần lực lượng gần như chuyển hóa làm hồn lực, đồng thời dung hợp hoàn mỹ mới có uy lực công kích như thế. Có điều tiểu sư đệ, loại năng lực này đệ hay là ít dùng đi thì tốt hơn. Ta sợ tâm thần của đệ hoàn toàn đắm chìm vào bên trong loại trạng thái này, nếu không thoát khỏi thì không xong đâu. Vâng, trạng thái lúc này của Vũ Hạo đúng là có một chút vấn đề. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ hoang mang, phảng phất vẫn đang tưởng niệm Đồng Nhi, chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Phía sau mỗi năng lực cường đại luôn luôn là phải có đại giới mà trả giá. Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm, Hạo Đông Trường của Vũ Hạo cũng giống như vậy. Hắn chỉ có đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm vào bên trong tưởng niệm đối với Vương Đông Nhi mới có thể để cho tinh thần lực lượng của bản thân kết hợp hoàn mỹ với hồn lực, đồng thời đem năng lực của Linh Mâu, Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều xung hợp ở trong đó. Nhất là Hạo Đông Trường sau cùng càng có thể đem phần lớn năng lực của hắn toàn bộ hòa hợp một chỗ, tạo thành chiến lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả chính bản thân của Vũ Hạo cũng không biết uy lực của một trường này có thể đạt tới trình độ nào. Nghe Bối Bối vừa nói như vậy, Tư Tâm Thạch giống như cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng nhẹ nhàng gật đầu đáp lời: tiểu sư đệ, Bối Bối nói đúng, chiến kỹ này của đệ có vấn đề, tuyệt đối không nên xa vào bên trong đó, không phải vận bất đắc sĩ thì tận lực ít dùng. Dứt lời thì hắn đưa tay đặt trên trán của Vũ Hạo, chậm rãi rót vào hồn lực huyền vũ mát lạnh. Thân thể của Vũ Hạo run nhẹ một cái, ánh mắt mới khôi phục lại mấy phần thanh minh. Cảm ơn đại sư huynh, tam sư huynh nhắc nhở, chỉ là coi như không có ba chiều này, đệ đối với Đồng Nhi tưởng niệm cũng sẽ không ít đi chút nào, hai người yên tâm đi, đệ không có việc gì.
Bối bối than nhẹ một tiếng rồi nói, tiêu sư đệ kỳ tài ngút trời, loại chiến kỹ có thể kết hợp hoàn mỹ hồn lực, tinh thần lực lượng cảm xúc đã siêu việt quân lâm thiên hạ do Huyền Tổ Phụ sáng tạo ra, nếu như mà Huyền Tổ Phụ còn sống nhất định sẽ vì đệ mà cao hứng. Nghe Bối Bối nhắc đến Mục lão, trên mặt của Vũ Hạo lập tức hiện ra vẻ sùng kính, khẽ gật đầu lên tiếng, đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Từ Tam Thành thừa dịp rảnh rỗi đã đổi một thân quần áo sạch sẽ, dù sao thì chữ vật hồn đạo khí của hắn kiểu gì cũng mang theo vài bộ đồ dự phòng, sau đó sửa sang lại một chút dung nham bản thân để tránh bị Nam Nam nhìn thấy dáng vẻ chật vật. Ba người bước vào phòng nghị sự, một lát sau các cao tầng của đường môn đều đã đến, lần này ngay cả Hiên Tử Vân, Hòa Thi Đấu, Cao Đại Lâu ở bên hồn đạo đường cũng đến tới. Trong phòng nghị sự, ghế ngồi hai bên bàn dài cơ hồ là bị ngồi đầy, có thể nói gần như mọi người đã tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn vào mọi người, Bối Bối lên tiếng, mọi người đều đến đông đủ bắt đầu họp. Ngoại trừ Vũ Hạo ra, những người khác đồng thời lên tiếng, ngươi và ta đều là người của đường môn, đều sinh trong tuyệt thế. Từ Tam Thành ngồi ở bên cạnh Vũ Hạo hướng về hắn thấp giọng nói, cái này sau này sẽ là khẩu hiệu của đường môn chúng ta, đây cũng nhớ kỹ. Được, Vũ Hạo khe gật đầu, sau đó hướng về những người đối diện nhào nhào ra hiệu. Chỉ có Hiên Tử Vân nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng có chút bất mãn, còn gương mặt của những người khác cơ hồ đều mang vẻ vui mừng. Bối Bối mỉm cười rồi nói, tất cả mọi người thấy chưa, Vũ Hạo đã xuất quan, đối với chúng ta mà nói thì đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Có hồn kỹ mô phỏng của Vũ Hạo, chúng ta lần này nghĩ cách cứu viện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nói đến đây, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, theo tin tức chuyển đến từ học viện bên đó, đế quốc Nhật Nguyệt không giam giữ những người bị bắt ở giữa Minh Đô, mà là nhốt ở Nhật Thăng Thành cách Minh Đô khoảng chừng là 400 dặm. Nhật Thăng Thành nằm ở phía chính nam của Minh Đô, xung quanh đều là bình nguyên mênh mông, địa thế đơn giản, thế nhưng lại đối với hành động cứu viện của chúng ta vô cùng bất lợi. Đây cũng là nguyên do ta nói có hồn kỹ mô phỏng của Vũ Hạo sẽ dễ dàng hơn một chút. Theo học viện dự đoán, đế quốc Nhật Nguyệt bởi vì có chỗ kiêng kỵ trận đại bạo tạc lần trước, còn bản thân Nhật Nguyệt Thăng Thành lúc này không lớn, lại có tường thành phòng ngự sẽ dễ hơn nhiều. Ở trong đó chẳng những có trọng binh chấn giữ, hơn nữa tất nhiên sẽ có cường giả tà hồn sư, hồn đạo sư. Phiền phức nhất chính là đống hồn đạo khí tham trác, chỉ sợ ngay cả hồn kỹ mô phỏng của tiểu sư đại đều không thể nào đánh lừa. Bởi vậy muốn nghĩ cách cứu viện vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Hoa Thế Đầu trầm ngâm nói, đại sư huynh từ dưới đất đi qua được không? Bối Bối lắc đầu đáp lời, khẳng định là không được. Chiêu đi dưới mặt đất này bản Thế Tông đã dùng qua 2 lần, khiến đế quốc Nhật Nguyệt mỗi một lần đều bị thua thiệt không nhỏ. Tất nhiên sớm có phòng bị. Đối với chúng ta mà nói, lợi thế lớn nhất chính là trận đại bào tạc lúc trước đã bị đế quốc Nhật Nguyệt trường tiêm đổ lên trên đầu của đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Tinh La. Tương đối mà nói, bọn hắn giám sát 2 quốc gia này sẽ càng thêm nghiêm mật một chút. Trải qua hơn 2 tháng chờ đợi, đế quốc Nhật Nguyệt mặc dù vẫn như cũ nghiêm phòng tứ thủ, thế nhưng mà ít ra ở trên mặt tâm lý nhất định sẽ hơi có chỗ buông lỏng. Học viện bên đó đã lập kế hoạch kỹ càng, chờ một chút nữa chúng ta sẽ đi họp với những người tham dự lần hành động này. Hiền lão sư, người hay là lưu lại đường môn của chúng ta tọa chấn, Nam Nam, Tiêu Tiêu hay người các người cũng lưu lại. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu nghe xong lời này cũng có một chút sốt ruột, có điều không chờ các nàng phát ra âm thanh bất mãn, Bối Bối đã đưa dây ra hiệu cho các nàng nghe mình nói hết. Hành động lần này không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm, đường môn của chúng ta đang ở thời khắc phát triển phồn vinh nhất, cho nên nhất định phải có người lưu lại mới được. Ta suy nghĩ đi nghĩ lại mới thấy hai người các người lưu lại là thích hợp nhất. Ta, Thái Đầu, Tam Thạch, Vũ Hạo, 4 người lại thêm Cốt Ý, Thu Thu, Tuyệt Trần, hết thảy 7 người tham gia lần hành động này, những người khác sẽ lưu lại. Đại sư huynh sao có thể thiếu ta đây? Kinh Tử Yên có một chút bất mãn lên tiếng, Bối Bối hơi một chút sò sự lên tiếng, tôi rồi cũng tính người một cái, cứ như vậy quyết định, Nam Nam, Tiêu Tiêu, Nana, các người đều lưu lại, bên phía Mạc Hiên thì học viện sẽ có an bài, Đại Lâu người cùng với Hiền lão sư lưu lại tiếp tục làm việc ở hồn đạo đường. Đại sư huynh, đúng lúc này Vũ Hạo đột nhiên mở miệng, Bối Bối nhìn về phía Vũ Hạo, Vũ Hạo lên tiếng, tuy hành động lần này vô cùng trọng yếu, thế nhưng đường môn của chúng ta vẫn nên lưu lại một người chủ sự. Huynh cũng lưu lại đi, lần này do nhị sư huynh, tam sư huynh dẫn đội, huynh ở nhà tọa trấn chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Bối Bối nhíu mày lên tiếng, như vậy sao đường ta? Từ Tam Thạch lên tiếng, Vũ Hạo nói rất đúng, Bối Bối, ngươi hẳn nên lưu lại. Đường môn của chúng ta hiện tại có rất nhiều sự tình, ngươi vừa đi sẽ gây nên áp lực rất lớn cho Nam Nam và Tiêu Tiêu. Đơn đặt hàng của đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Thinh La, còn có đế quốc Đấu Linh ở bên đó gần đây nhiều như tuyết rơi. Cho lẽ ngươi muốn để Hiền lão sư tự mình xử lý sao? Nếu Vũ Hạo không có xuất quan, ngươi ngược lại là phải đi, thế nhưng có Vũ Hạo ở đây thì ngươi còn đi làm cái gì? Vũ Hạo hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, bất luận là thực lực, năng lực đều mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi cũng không cần phải đi. Bố Bối bật cười rồi nói, mặc dù ta biết những lời của ngươi nói đều là sự thật, thế nhưng ngươi cũng không cần phải nhắc đến cảm thụ của ta sao, xem ra ta thật phải cố gắng, Vũ Hạo đệ. Vũ Hạo tự nhiên nhìn ra được đại sư huynh đang lo lắng cái gì, hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Đại sư huynh yên tâm, đệ không sao. Sau lần này cứu người trở về, đệ liền đi thăm Đông Nhi, sau đó trở về tiếp tục bế quan. Bối bối cho tới bây giờ đều không phải là một người do dự bất định. Hắn cũng biết đường môn cần có bản thân lưu lại. Lần hành động này không thể nào ảnh hưởng đến sự phát triển của tông môn. Tốt, quyết định như vậy đi, lần này liền để cho Vũ Hạo dẫn đội. Vũ Hạo bởi vì cái gọi là lo việc nghĩa không thể chỉnh mạng, đem mọi người giao cho đệ mới có thể khiến cho ta yên tâm. Mỗi người các ngươi đều phải bình an trở về cho ta. Vâng, đại sư huynh. Vũ Hạo không khước từ, trong đôi mắt trong suốt chợt lóe ra hào quang rồi biến mất. Nếu như không có những người của đế quốc Nhật Nguyệt, bọn hắn làm sao lại phải bị buộc phải tiến vào càn khôn phấn thình cốc? Không tiến vào càn khôn phấn thình cốc thì Đồng Nhi cũng sẽ không. Bất luận là bổn sự đối với quốc gia hay là đối với bản thân, hắn đều đã sớm đứng ở mặt đối lập với đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu như trong tương lai đế quốc Nhật Nguyệt thống trị đại lục, đề ta hồn sư trở thành quốc giáo, sẽ đẩy lại đại lục vào một tình huống rất khó tưởng tượng nổi. Đồng Nhi ngủ say khiến cho tính cách quán tăng thêm một phần quả quyết. Hanna sắp 18 tuổi, độ tuổi thanh niên khí huyết sung mãn, hắn muốn vì người mình yêu mà chiến, hắn muốn vì Đồng Nhi báo thù, phải không ngừng tăng cường thực lực của bản thân. Hắn cũng đã nghe được lời nói của tông chủ Ngưu Thiên, là một tên nam nhân, nếu như ngay cả thực lực bảo hộ nữ nhân của mình đều không có thì dựa vào cái gì mà ở cùng với nàng. Đồng Nhi, chờ ta lần này cứu người xong liền đi thăm người. Sắp 3 tháng rồi, người đã tỉnh lại hay chưa? Vừa nghĩ tới Đông Nhi, trong lòng của Vũ Hạo lập tức không tự chủ được, nổi lên một trận lửa nóng, chiến ý nội tâm càng cháy hừng hực. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu mặc dù có một chút không muốn, thế nhưng Bối Bối đã quyết định, các nàng cũng không thể nói gì thêm nữa. Lúc đầu Bối Bối dự định ngay cả Hòa Thế Đầu đều không được đi, nhưng mà cân nhắc đến sự tình nguy hiểm lần này, cần có Hòa Thế Đầu cung cấp hỏa lực mạnh hơn mới xác định để hắn đi cùng. Vũ Hạo, ngươi đến đây một chút. Mới vừa tan họp, Vũ Hạo liền bị Hiên Tử Vân gọi qua một bên. Ngươi còn có học chế tạo hồn đạo khí không hả? Ngươi đừng nói với ta, ngươi chuẩn bị triệt để từ bỏ đấy. Hiên Tử Vân tức giận nói. Hàn đã thấy mấy tháng không thấy Vũ Hạo đến hồn đạo đường làm chính sự. Vũ Hạo gãi đầu lên tiếng. Hiên lão sư, ta không có ý định từ bỏ hồn đạo khí. Thế nhưng chỉ sợ ta cũng không thể nào cùng nghiên cứu đệ nhất hồn đạo khí với người ta. Được rồi, đừng nói nữa. Người nào cũng có chí riêng, ta cũng không thể miễn cưỡng người. Trước khi đi nhớ tìm ta một chuyến, ta giúp người một lần nữa sửa sang lại hồn đạo khí hình người. Người xem cái đống lộn xộn đó đã lãng phí biết bao nhiêu vật liệu. Hừ. Nói xong, Hiên Tử Vân xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng quán rời đi, Vũ Hạo trong lòng không khỏi bay lên một cảm giác ấm áp. Đừng nhìn Hiên lão sư nói nghiêm khắc như vậy, thế nhưng mà trong cầu chứa vẫn tràn ngập quan tâm đối với mình. Trước khi bế quan, hắn liền đem hồn đạo khí hình người do bản thân chế tác cho Hiên Tử Vân. Thời điểm chế tác, hắn đúng là dùng rất nhiều kim loại hiếm, mà mục đích là để mang càng nhiều kim loại hiếm trở về. Điểm này Hiên lão sư sẽ không nhìn ra sao. Đương nhiên hồn đạo khí hình người doan chế tạo ra còn vô cùng thô ráp, dù sao lúc ấy chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiên Tử Vân đã nói sẽ giúp hắn cải tiến qua, chuyện này rất có thể sẽ là hồn đạo khí hình người hoàn thiện đầu tiên trong lịch sử. Cho dù là đế quốc Nhật Nguyệt, bởi vì không có cơ quan kỹ thuật của đường môn nên không có khả năng nhanh như vậy hoàn thiện ra được hồn đạo khí. Mọi người riêng phần của mình về gian phòng thu dọn đồ đạc. Đương nhiên cũng có cảnh hai đôi tình lữ lưu luyến chia tay. Một lúc lâu sau, mọi người tụ tập ở Diêm Võ Tràng. Vũ Hạo, Hòa Thế Đầu, Tứ Tâm Thạch, Quý Thư Trấn, Kinh Thừa Yên, Diêu Cốt Y và Nam Thu Thu, hết thảy 7 người, 6 vị hồn đế, lại thêm Vũ Hạo chuẩn bị hồn đế nữa, toàn bộ đều đông đủ. Bố bố đi đến trước mặt của Hoắc Vũ Hạo lên tiếng. Tiểu sư đệ, chuyến đi này hung hiểm, ta sao an nguy của mọi người cho đệ. Ta chỉ nói một câu, bất luận gặp phải tình huống như thế nào, các người đều phải còn sống trở về, vì đồng môn cũng vì chính các ngươi. Ngươi và ta đều là người của đường môn, đều sinh trong tuyệt thế. Đại sư huynh, ta nhất định đem mọi người bình an trở về, dù cho có phải. Tốt lắm, lên đường đi. Bố bố không để cho hắn nói hết lời, dùng sức vỗ một cái vào bờ vai của hắn, lập tức dẫn đầu hướng về cửa chính đi đến. Vũ Hạo và đồng bạn nhanh chóng đuổi theo, thẳng đến học viện xử lý khác. Học viện xử lý khác vẫn y như cũ, bởi vì hệ hồn đạo phát triển nhanh chóng, khiến cho học viện xử lý khác hoàn toàn là một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Hệ hồn đạo khuếch trường cũng khiến cho các niên cấp ngoại viện mở rộng thêm 3 lớp hệ hồn đạo. Thời điểm mấy người Vũ Hạo đi đến cửa chính học viện đã là giữa trưa. Các học viên đều đã tan lớp, qua lại không ngớt ở trong cửa chính. Ngoài cửa chính ra, các loại tiểu thương đang tích cực giao hàng hóa và đồ ăn, cảnh tượng náo nhiệt phi phàm. Bố bố ôm lấy bả vai của Vũ Hạo lên tiếng. Được rồi, mỗi lần thấy cảnh này, ta liền nhớ lại cảnh ngày đó chúng ta quen nhau. Khi đó, đây chẳng phải cũng là một thành viên trong số bọn họ sao? Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên ai oán. Tiểu sư đệ, để đã bao lâu rồi không có nướng cá cho chúng ta ăn. Lần này trên đường nhất định phải có cá nướng cho chúng ta ăn đó. Được. Vũ Hạo đang nhìn về phía trước, nghe đường cá chưa cá nướng, thân thể rõ ràng có một chút cứng ngắc, quay sang nhìn Bối Bối một chút, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết đại sư huynh xúc cảm sinh tình, còn không phải đang nhớ tới tiểu nhã lão sư hay sao?